Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Rogers Official. Trong chuyên mục tối nay, mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 7 của câu chuyện dài kỳ Tình yêu đầu đời qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nghe thêm những mẩu chuyện khác về đề tài đồng tính. Chưa nói dứt câu, Mai Lan vội quay sang nhìn Andy. À, bố đợi xíu để mình gọi ảnh, xem ảnh có biết gì về chuyện này không. Alo, anh Phong à, anh đang ở chỗ làm sao? Ừ, anh đang ở chỗ làm, em hỏi anh có việc gì? À, không có gì quan trọng đâu anh, em nhớ anh nên em gọi điện hỏi thăm anh đến chỗ làm chưa thôi mà. Ok em. Vậy em đang ở chỗ làm sao? À, hôm nay em nghỉ ạ. À? Em đang ngồi cà phê với Andy. Lâu Andy không về Việt Nam nên em tranh thủ chuyện trò với bạn em. Vậy cả hai đi chơi vui vẻ nhá. Dạ anh. À, anh cho em hỏi xíu. Nhật Hạ, à, anh quen bé lâu chưa ạ? Em thấy anh với bé thân nhau vậy, chắc quen cũng lâu rồi phải không? Em sao hôm nay lại hỏi chuyện này? Chuyện anh quen bé có gì lạ đâu, chuyện bình thường mà. Anh thấy hợp và quý bé nên anh chơi, có vậy thôi. Chắc anh biết hết về quá khứ bé phải không anh? Em có một việc thắc mắc nhưng không biết giải thích sao. Chuyện này kể ra hỏi cũng kỳ và không nên hỏi. Nhưng mà... Nói đến đây, Mai Lan bỗng rưng rưng. Anh biết đấy, em chỉ có một người anh trai thôi. Ảnh mất rồi, em còn lại một mình. Em thương ảnh lắm. Cái gì mà liên quan đến ảnh, em kìm lòng không có được. Em nhớ đến ảnh bởi ảnh tốt và khi còn sống luôn thương yêu và chăm sóc cho em nữa. Giờ ai thương em nữa đâu. Mai Lan thút thít kể để chạm đến cảm xúc của An Phong. Thôi thôi, chuyện đã qua, em đừng nhắc nữa. Em làm vậy ảnh trên trời không siêu thoát được đâu. Hãy để cho người mất ra đi thanh thản đi em. Anh em mất rồi, còn có anh chăm sóc em. Một phần cơ thể anh trai em vẫn còn trong anh mà. Thôi đừng khóc nữa, nghe em. Nhưng mà tự dưng có một cái gợi ra, em không thể không nghĩ được à? Việc gì? Em nói anh nghe xem. Chuyện là thế này. Sáng nay Andy nói, tối qua bé Hạ xỉn mềm, không còn biết trời đất là gì, còn nói ra cả quần áo nữa. Bởi vậy trong lúc thay đồ cho bé, Andy nói có tấm hình của anh trai em rơi ra từ bóp của bé Nhật Hạ. Em hỏi Andy là sao vậy? Andy cũng không giải thích được. Anh cũng biết chuyện của Andy và anh trai em, hai người đó là người yêu của nhau, thì nhìn tấm hình đó sao không nhận ra được. Andy khi nhìn tấm hình đó cũng sốc lắm, muốn biết ngọn ngành câu chuyện này là sao. Vì Andy còn thương anh của em rất nhiều, Andy muốn nhờ em hỏi anh việc này. À, thì thật ra tấm hình đó là anh vẽ hôm ở chợ đêm. Anh để bức đó làm mẫu trưng bày. Tấm đó anh sao chép từ bức hình trong cuốn album nhà em đó. Hôm bé Hạ nhìn thấy và hỏi anh sao anh biết người này. Anh thấy bé có vẻ quan tâm đến anh của em và hỏi kỹ lắm. Anh cũng chưa nói gì với bé về anh trai của em. Thấy bé nói trước có gặp anh trai của em ở Hà Nội và anh của em giúp bé, cho bé ở nhờ nhà nữa. Anh cũng chỉ nghe vậy thôi. Anh nghĩ chắc bé và anh trai em biết nhau. Còn cụ thể ra sao anh cũng chưa hỏi kỹ. Cũng tính chờ thời gian thích hợp anh sẽ hỏi bé việc này. Ồ, thì ra vậy. Nhưng anh nói bé đó hỏi rất kỹ về anh trai em, mà em chưa bao giờ thấy anh trai em nhắc gì về bé đó. Trời ạ, chuyện này em cũng thấy có nhiều uẩn khúc quá. Thì chuyện gì cũng là chuyện quá khứ rồi, em cứ quan tâm làm chi. Bé nếu muốn kể, đã kể rồi. Anh nghĩ chuyện này không nên hỏi quá sâu, vì đôi khi người ta không muốn chia sẻ. Nhất là bé Hạ, bé ít nói và nhút nhát. Em hỏi chắc gì người ta đã chia sẻ cho em. Nhưng em thấy vô lý lắm. Giúp đỡ em nó thì cứ cho là vậy, nhưng sao phải để hình ân nhân của mình trong bóp ạ? Anh xem có ai lại như vậy không? Em biết chuyện cá nhân không nên hỏi, nhưng việc này liên quan đến anh trai em. Mà suốt quãng thời gian ở Hà Nội, em không biết anh trai em sống ra sao, vì sao lại quyết định sống ở Hà Nội, và ở đó có gì để anh của em gắn bó đến ngày cuối đời. Ừ, anh cũng biết là thế, nhưng anh không phải là người thích đoán chuyện của người khác. Có gì anh sẽ hỏi. Thôi, em và Andy nói chuyện vui vẻ nhé. Anh vô làm rồi. Chúc anh buổi sáng vui vẻ nhé.
yêu anh. Cúp điện thoại, An Phong suy nghĩ. Ừ, kể ra Mai Lan nói cũng đúng. Vì sao bé lại để người đó trong bóp? Vì sao lại hỏi mình nhiều chuyện về người đó như vậy? Lần nào gặp cũng hỏi suốt. Không biết quá khứ hai người đã xảy ra chuyện gì chăng? Thôi không nghĩ nữa, sao mình cảm thấy nhói nhói trong tim thế này? À thì cũng phải rồi, trái tim của người đó đang đập trong người mình. Nó đập liên hồi cũng đúng thôi. Thôi bỏ qua. Phong, cậu chuyển file vào mail giúp tôi. Tôi cần gặp khách hàng lúc 14 giờ chiều nay. Dạ, em đi làm ngay đi ạ. Trở lại quán cà phê, thấy Mai Lan ngơ ngác, Andy vội hỏi. Thế nào rồi, bồ hỏi được anh chưa? Tôi tò mò chuyện này quá trời đi đây, nôn từ nãy giờ rồi. Thì đó, anh kể là... Ra là vậy. Vậy giờ hoài nghi nhất là bé đó có mối quan hệ thế nào với anh trai bồ, đúng không? Mà thằng bé đó là con trai mà để hình ân nhân trong bóp kiểu như nhân tình của nhau vậy. Mình nhìn tấm hình đó, mình còn giật mình. Có chút ghen nữa, vì dù sao, đó là người mình yêu mà. Thì bởi vậy, giờ tính sao ta? Mình nên tìm cách nào để hỏi bé đó không? Chứ mình không yên lặng vậy được đâu, khó chịu lắm. Tìm hiểu được việc này như mũi tên trúng hai đích luôn. Hai đích là sao? Mình hiểu rồi. Biết nó có mối quan hệ gì với anh của bồ thì đồng nghĩa nó là cong đúng không? Bồ hơi cao tay đó nghe. Cao tay? Bồ nói chuyện đó hơi thừa rồi đó nghe. Tôi không cao tay sao tôi đuổi cổ con bé bồ của anh Phong ra chứ? Để tôi được ảnh ngày hôm nay. Tôi sẽ làm mọi cách để chiếm được người tôi yêu, bất chấp thủ đoạn gì. Phải không bồ? Trời ạ, tôi sợ lòng dạ con gái. Đúng tôi tu kiếp trước nên kiếp này tôi chỉ yêu con trai thôi. Nếu gặp phải ai như bồ, chắc tôi không sống được mất. Vậy bồ kể tôi nghe, bồ đã làm gì để con bé bồ của ảnh phải bay mất trong cuộc đời của ảnh vậy? Nói tôi nghe xem. Hồi một năm trước, khi gia đình ảnh đến nhà tôi và cảm ơn vì anh trai tôi đã hiến tim cho con trai hai bác và hứa sẽ chăm sóc tôi như con gái trong nhà. Hai bác hứa sẽ nói Phong khi khỏe lại sẽ yêu thương tôi và chăm sóc tôi, để thay anh tôi làm tròn trách nhiệm của người anh với người em. Hôm đó tôi có đến nhà cùng ba mẹ thăm anh Phong. Tôi thấy ảnh đẹp trai và hiền lành, tôi chưa có tình cảm đâu. Nhưng gặp vài lần, vào Facebook ảnh xem, rồi ảnh hỏi thăm tôi, quan tâm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm bồ. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi không thể thiếu ảnh được. Lúc đầu tôi biết ảnh không có tình cảm gì với tôi hết. Tôi chỉ đến chăm sóc ảnh để mong ảnh hồi phục sau ca phẫu thuật tim. Và hơn nữa, tôi không hề biết ảnh có bạn gái rồi. Hôm đến thăm ảnh, thấy cô ta đến chăm sóc, hai người tình cảm với nhau lắm. Tôi tức quá trời, không làm gì được. Theo bồ, tôi đã làm gì? Làm gì à? Chẳng nhẽ bồ khử người ta luôn hay sao? Khủng quá trời, khử người ta để tôi ngồi nhà đá đếm lịch sao ba? Vậy thì làm thế nào? Chẳng nhẽ lấy dao rạch mặt hay hủy dung nhan cô ta? Trời ạ, đúng là bồ chưa bao giờ đánh ghen ư. Chuyện là thế này, tôi cố tình tìm được số điện thoại cô ta, rồi hẹn cô ta ra gặp mặt. Ban đầu cô ta không chịu, nói với tôi là không có chuyện gì để nói hết. Tôi ép bằng được và nói có chuyện quan trọng cần nói. Cuối cùng cô ta chịu ra gặp. Hay đây, chắc bồ uy hiếp người ta phải không? Từ từ để tôi kể tiếp. Khi cô ta ra, tôi chỉ hỏi về tình cảm của hai người. Cô ta kể nhiều chuyện lắm. Hai người yêu nhau từ hồi học đại học đến giờ. Cô ta không thể sống thiếu ảnh được và cũng không đồng ý nhường cho tôi. Vì cô ta nói để cho ảnh chọn, chứ không phải tôi và cô ấy chọn được. Tôi rút trong túi ra tờ siêu âm thai. Tôi nói với cô ta rằng lúc ảnh và tôi không kiềm chế và làm chủ được mình, tôi đã trao cho ảnh lần đầu tiên của tôi và đây là kết quả. Tôi không thể bỏ đứa con này. Cô nghĩ sao? Khi con tôi không có cha, anh tôi mất và giờ tôi là bà mẹ đơn thân, liệu rằng ảnh có chịu như vậy không? Tôi nói với cô ta, xin hãy thương con tôi, xin hãy thương nó, để cho nó có cả cha và mẹ đầy đủ. Cô xinh đẹp, cô có thể tìm kiếm một người khác. Ban đầu cô ta không chịu, sẽ hỏi ảnh xem những gì tôi nói đúng không.
Cô ta không tin. Nhưng tôi đã mở tin nhắn ra và đưa cô ta xem. Nội dung em đừng bỏ đứa bé, nó vô tội. Dù gì anh cũng là cha của nó, anh sẽ nuôi nó và chăm sóc em. Hãy cho anh thời gian. Ôi trời, sao bà lại có tin nhắn đó? Mà bà nhắn bằng điện thoại của ảnh sao? Ngốc quá bồ. Hôm tôi đến nhà chăm sóc ảnh, tôi mượn điện thoại và nhắn tin như vậy, rồi tôi xóa đi, vậy thôi. Bồ ghê thiệt, cao tay quá trời. Vậy là cô bé đã tin bồ. Cô ta xem tin nhắn và nhìn số điện thoại của ảnh thì sao không tin được. Cô ta gục xuống bàn khóc lóc quá trời, nói anh nhẫn tâm quá, anh đã lừa rồi em không tiếc sống nữa. Kể ra tôi cũng thấy tội ác, nhưng biết làm sao, tôi yêu ảnh thì tôi bất chấp hết. Từ hôm đó tôi không thấy ảnh nhắc về cô bé đó nữa, nhưng chỉ nghe ảnh bảo cô bé đó nói phải đến thành phố khác sống vì hoàn cảnh gia đình. Và hai người chia tay, ảnh buồn một thời gian và giờ không biết còn không. Nhưng tôi được ba mẹ ảnh vun vào, tôi hay qua chăm sóc ảnh, ảnh vui nguôi phần nào. Tôi được vui vẻ và hạnh phúc suốt một năm qua đó bồ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thế nào tôi lại thấy ảnh quý thằng Hạ quá trời. Nó con trai, nhưng sao tôi vẫn bực quá bồ. Ừ, vậy giờ bồ tính sao? Tôi tính thế này, hẹn nó ra nói chuyện và sẽ hỏi nó chuyện kia xem nó nói thế nào. Chắc gì nó nói. Tôi có cách, bố yên tâm. Tôi ra tay thì không thoát được đâu. Để tôi gọi nó, bố nghe này. Alo, Nhật Hạ à, chị Mai Lan này à? Dạ, em chào chị. Chị có chuyện gì hỏi em ạ? Chị và Andy muốn mai rủ em đi cà phê. Em có đi được không? Cố gắng đi, Andy muốn gặp em. Thấy bữa trước em để đồ nhà Andy, giờ Andy muốn trả đồ cho em nè. Dạ, nhưng mai em đi học đến 3 giờ chiều mới về. Lúc đó được không ạ? Ok, cũng được em. Chị và Andy đợi em ngày mai nha. Chiều hôm sau, 2 giờ 30 phút, Andy nhấc điện thoại lên quay số. Alo, Nhật Hạ phải không? Anh qua trường đón em đi cà phê. Anh đưa bé đến quán cà phê cùng gặp Mai Lan. Dạ, thôi phiền anh ạ, em tự đến được rồi ạ. Anh không phải đón em đâu ạ. No, no, em cứ để anh đón. Mấy khi anh được đón em, trường em ở địa chỉ nào? Dạ, trường em địa chỉ... Ok bé, 15 phút anh có mặt nha. 15 phút sau, khi bước ra cổng trường, nó gặp Andy đợi ngoài cổng và gọi nó. Anh đây, lên xe đi em, đến chỗ Mai Lan nào. Dạ. Nó bước lên xe và đóng cửa lại. Dạ, em cảm ơn anh đón em ạ. Em hôm nay thế nào, khỏe không? Nhìn em hôm nay khí sắc tốt hơn hôm trước nhiều. Hôm nay chắc có gì vui đúng không? Dạ, anh tin quá vậy. Em vui mà anh cũng biết. Mặt em thế kia, có ngốc mới không nhận ra. Hay có em nào gặp trong sân trường thích mấy ẻm đúng không nào? Chân dày lắm đúng không? Chắc trắng tươi, xinh lung linh.
Dạ không có đâu ạ, anh cứ như em mê gái lắm ấy. Em còn nhỏ, em chưa yêu ai bao giờ mà. Em nói anh không tin, em có thích thì thích thôi chứ chưa yêu ai bao giờ. Xạo nha, anh không tin, em đẹp trai lại có duyên thế kia, thiếu gì người thích em. Thôi, đến nơi rồi nè, em vô trước đi, anh đi gửi xe rồi vô. Em đứng cửa đợi anh, em với anh cùng vô luôn nhé. Nói rồi, nó đứng đợi anh ngoài sảnh tiệm Avan Coffee. Cùng vào quán nào bé, Mai Lan đến rồi kìa. Dạ, em chào chị Mai Lan, chị đến sớm vậy à? Giờ chưa đến 3 giờ nữa ạ. À, chị có việc, chị đến sớm xíu. Em và Andy đến rồi à? Trời trời, Andy đến rước em cơ à? Quan tâm bé quá ha. Thì tôi tiện đường qua đón thôi, có gì không? Ghen tôi không đón bồ đúng không? Lần sau tôi đón bồ đi cà phê nha. Tôi nói chỉ nói vậy thôi, chứ tôi đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Lần sau đón em tiếp nha bồ. Rồi, ngồi xuống đây. Gọi đồ nào. Bé uống gì? Andy bồ uống gì? Cho em một cam tươi. Tôi một cà phê đen ít đường. Ok, cho tôi hai cam tươi và một cà phê đen ít đường và một đĩa hạt dưa. Vâng, cảm ơn. Chị đợi một chút, em sẽ đưa đồ uống lên ngay. Hôm nay chị phải ăn đi mấy bữa không gặp em, thấy nhớ em. Gặp em một lần mà thấy nhớ em quá trời à. Chị nhìn em thân thiện và ngoan, chị quý em như đứa em vậy. Chị và Andy hôm qua có nhắc đến em, và Andy muốn gặp lại em để nói chuyện. Chứ hôm bữa em xỉn quá trời, chưa nói được gì nhiều. Và mấy hôm nay có gì vui không? Ở Sài Gòn đã thấy quen chưa? Ở đây không có người quen nên chắc cũng bất tiện và cô đơn lắm đúng không? Em cũng dần quen rồi ạ. Tuy còn chút bỡ ngỡ về môi trường ở trường học thôi ạ. Còn lại em cũng thích nghi dần. Không quen cũng phải cố quen ạ. Sống ở đây để học ít nhất 3 năm nữa, nên thích nghi nhanh mới ổn định được cuộc sống ạ. Anh chị hôm nay sao không rủ anh Phong đi cho vui ạ? Ông nội đó đi làm rồi em, có rủ nhưng có chịu đi cùng tụi này đâu, nên tụi này tự xử thôi. Đúng đó bé, anh Phong còn bận lắm, chắc dịp khác rủ đi cùng. Cho em gửi hai nước cam tươi và một đen đá ít đường và hạt dưa của anh chị. Chúc anh chị uống ngon miệng, có gì cần anh chị gọi em. Ok, cảm ơn em, cần chị sẽ gọi. Em uống nước đi, nước cam mát lắm. Vừa đi học về có đói không? Chị gọi đồ ăn cho em nha. Thôi, em không đói ạ. Em cảm ơn chị. Chị kệ em, lúc nào đó em sẽ tự gọi ạ. Ừ, bồ cũng uống đi, rồi từ từ mình nói chuyện. Hôm nay rảnh thời gian, tha hồ chị em mình nói chuyện ha. Hay chúng ta chơi trò gì đó đi, cho không khí thêm vui. Andy đưa mắt về phía Mai Lan, để ám chỉ Mai Lan hưởng ứng lời đề nghị. À, đúng rồi, chơi trò nói thật được không? Dạ, chơi thế nào ạ? Chị nói thử đi ạ. Đơn giản thôi, em đưa chị mượn cây bút của em. Đây ạ. Giờ để cây bút lên bàn, chị xoay một vòng. Đầu bút hướng vào ai thì người đó sẽ phải trả lời thật các câu hỏi của mọi người thôi. Như vậy thôi, dễ lắm. Ok bồ, tôi chơi. Giờ tôi xoay bút nào. 1, 2, 3. Rồi quay vào bồ nhé Mai Lan. Vậy tôi và bé Hạ sẽ hỏi bồ. Bồ yêu ai nhất trong số người bồ đã yêu? Anh Phong, cái đó bồ còn hỏi. Tôi yêu anh Phong nhất. Còn câu hỏi của bé thì sao? Trời ơi, phải chị có gì đây trời. Hỏi đại thôi bạn. Chị có ghét em không ạ? Trời, sao em hỏi đúng câu chị muốn nói thế? Chị rất ghét em. Ghét cay ghét đắng luôn. Thật ạ? Em có làm gì đâu ạ? Chị nói giỡn thôi, chứ chị với em có phải tình địch của nhau đâu mà chị ghét em, đúng không em? Nó hướng mắt nhìn Mai Lan, vì nó thấy câu nói đầy ẩn ý. Nó cảm thấy có chút gì khó hiểu. Nó nghĩ hay chị ám chỉ đến nó, chị ấy ghét mình và chắc sợ mình có ý gì với anh Phong chăng? Nghĩ gì vậy bé, đừng nghĩ nữa, thoải mái lên nào. Anh quay tiếp nào. À, lần này là anh. Rồi, bồ đã từng ngoại tình khi có người yêu chưa? Bồ kỳ vậy, câu này hỏi trước mặt bé, sao tôi làm gương cho bé được, mất hình tượng quá đi. Nói đi, tôi muốn nghe, bồ nói thật đi. Thì là đàn ông, mấy ai không có tính vậy chứ,
có đôi lần tôi đã mắc phải sai lầm. Hai lần với... Với gì mà với, không phải lần đó đâu. Tôi biết bố nói đến ai rồi. Kỳ nha. Trời nói thiệt mà bố không nói, còn gọi gì nói thiệt nữa. Em nghĩ anh Andy không có tính vậy đâu. Cảm nắng một ai đó khi mình có người yêu thì em thấy cũng có gì lạ đâu ạ. Em xem phim Hàn Quốc và Thái Lan, thấy chuyện đó nhiều ạ. Đúng rồi đó bé, nên bé sau này yêu ai đừng có học theo anh nha. Không người yêu mình lại đau khổ. À, chị đã trả lời, Andy cũng đã trả lời. Hay giờ hỏi luôn bé Hạ xem, được không nhỉ? Mai Lan hướng mắt sang Andy để ngầm muốn Andy hưởng ứng. Chơi vậy kỳ quá không bồ, em nói nhỏ nhất mà lại không công bằng vậy. Thôi để tôi quay chứ, không em nó lại nghĩ anh chị ăn hiếp con nít. Không sao, em trả lời luôn cũng được. Anh chị hỏi đi ạ, biết em trả lời được em sẽ trả lời. Để anh hỏi trước, nếu em... Mai Lan cướp lời. Bồ để tôi hỏi em nói trước. Em biết gì về LGBT không? Em nghĩ sao khi boy với boy hay girl với girl yêu nhau? Em biết. Nhưng mà sao chị hỏi em câu này ạ? Thì chị muốn nghe cảm nhận của em về vấn đề này, xem tư tưởng em thế nào. Đúng, anh cũng muốn nghe em chia sẻ. Em thì cũng không có gì. Quan điểm em là ủng hộ với mối tình của họ, miễn họ không xấu, không ảnh hưởng đến xã hội ạ. Em thấy các trang thông tin nói về chuyện này khá thú vị. Có những mối tình hạnh phúc, viên mãn bên nhau nữa mà. Em nghĩ sao khi Andy thích em? Bồ kỳ quá trời, sao hỏi em nói vậy? Tôi hỏi vậy thôi, bồ làm gì phải lo quá vậy? Biết đâu trời ban duyên thì sao? Biết đâu được. Trên đời này có chuyện gì không thể xảy ra chứ, đúng không hả? Dạ, em không biết ạ. Em không có gì với anh Andy đâu ạ. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Dù trai hay gái, nếu em có cảm tình và cảm nhận được người ta với em thì đương nhiên em sẽ có thể tìm hiểu. Đó là suy nghĩ của em từ trước đến giờ. Còn với anh Andy thì em chưa cảm nhận được gì. Trả lời cũng hay ha. Khỏe vốn cả là. Bé Hạ cho đi thi Nam Vương Tân Thiện được đó. Dạ, em có sao em nói vậy thôi mà. Còn chị thì sao ạ? Chị có suy nghĩ gì với câu hỏi chị hỏi em? Thì chị không thích và không ủng hộ mối tình đó. Chị không kỳ thị, không ghét bỏ, nhưng không thích những mối quan hệ phi truyền thống vậy. Vậy à, em hiểu rồi ạ. À, chị có việc muốn nhờ em. Chị thấy bóp của anh Phong cũ rồi. Chị muốn tặng anh một chiếc bóp khác. Chị là con gái, chị không biết cái nào đẹp và cũng không biết gu ảnh thích kiểu như thế nào. Hay em đi cùng chị chọn bóp được không? Vâng, em thì cũng không cầu kỳ chọn bóp hàng hiệu đâu ạ. Em thấy cái nào hợp style của em chọn thôi. Vậy bồ thử mượn bóp của bé xem có đúng gu của ảnh không? Nhìn bóp là biết phong cách ngay mà. Dạ, đây, bóp của em đây ạ. Em thích cái ví vuông nhỏ nhỏ này ạ. Hiệu thì em cũng không biết hiệu gì. Em mua cho một lần vào tiệm bóp ở ngoài Hà Nội. Ồ, bóp của em mềm thiệt, đúng kiểu chị thích. Vừa nói, tay Mai Lan lật lên lật xuống, mở bên trong ra và thấy tấm hình của anh trai trong bóp. Cô kêu lên. Trời ơi, chị có nhìn lộn không đây? Cái hình này là của anh trai chị đấy mà. Sao em có nó vậy? Nói rồi, Mai Lan cố gắng khóc thật lớn. Khóc để thể hiện tâm trạng mình đang buồn bã thực sự. Em, sao em có bức hình này? Anh trai chị và em có quan hệ thế nào? Em nói đi, chị muốn biết vì sao. Mặt nó cắt không còn giọt máu, nhìn về phía Mai Lan, mắt đỏ lên vì vừa sợ vừa run. Em biết anh ấy, thì em biết. À, em không biết. Nó nghĩ, thôi chết, mình nói linh tinh gì đây, sao không làm chủ được cảm xúc của mình chứ. Thì em biết ảnh ạ. Biết là biết thế nào, em nói rõ được không? Cô nói, rồi nhờ nó lấy tấm hình ra khỏi bóp. Lật xuống mặt dưới bức hình, có dòng chữ ghi, em mãi đợi anh. Trời đất ơi, dòng chữ này là sao? Là sao đây? Chị không hiểu, em giải thích cho chị đi. Từ từ nào bồ, bồ đừng làm em nó sợ. Để từ từ em nói cho bồ, bồ cứ ép em nó vậy sao được. Nó lúc này, mặt không dám đối diện với Mai Lan. Nó đưa ánh mắt xuống đất,
lấy hai bàn tay che đi đôi mắt của mình. Nó nghĩ, giờ phải làm thế nào đây? Sao mình bị rơi vào hoàn cảnh như thế này? Làm sao mình nói được ra câu chuyện này? Thật hồ đồ quá. Làm sao được chứ? Nhật Hạ ơi, sao mày khổ đến vậy? Mai Lan khóc lớn. Anh ơi, anh ra đi mà không một lời từ biệt. Suốt một năm qua, em không lúc nào không thương nhớ anh. Anh đi mà em không nhìn được anh lần cuối. Sao số anh khổ thế, anh ơi? Nhắc đến anh, dường như bao cảm xúc và tâm trạng của quá khứ lại ùa về. Andy nhớ đến kỷ niệm của hai người, nhớ đến giây phút ái ân dành cho nhau. Nước mắt của anh rơi, rơi nhèo hết khuôn mặt của người đàn ông đầy tự sự. Sao anh lại khóc vậy ạ? Hôm nay chị tâm sự thật với em. Anh trai chị, người trong bức hình của em nè, là người yêu cũ của anh Andy. Họ yêu nhau vài năm trước rồi. Chuyện là thế này. 4 năm trước, hồi đó anh trai chị tên Phong. Chị nói sao? Tên ảnh là Phong ạ? Nó nghĩ, hôm bữa anh về trong giấc mơ của nó, anh cũng nói anh tên Phong. Chẳng nhẽ giấc mơ đó là thật hay sao? Mai Lan kể tiếp. Andy và chị học biết nhau từ nhỏ. Nhưng năm cấp 2, Andy sang Mỹ định cư, xong vài ba năm lại về Việt Nam chơi. 4 năm trước, khi Andy về Việt Nam và hay chơi nhà chị, có đuổi cũng không về. Mà Andy ở nhà chị hoài à? Chị ban đầu thấy lạ, mà Andy bám theo anh trai chị suốt. Em thấy lạ không? Rồi vài tháng sau đó, khoảng 6 tháng nhỉ, Andy nói với chị một tin sốc. Andy và anh trai chị quen nhau. Ban đầu chị kịch liệt phản đối vì chị có mỗi ông anh trai. Giờ thế sao ba mẹ chị chấp nhận được? Ảnh khi đó buồn lắm, cứ ủ rũ trong phòng và đi làm chứ không hoạt bát như mọi ngày. Chị thấy thương ảnh và chấp nhận. Nhưng chị nói với ảnh, ba mẹ có mỗi anh là con trai, anh không nên để ba mẹ biết chuyện này. Anh yêu ai thì yêu, hãy yêu trong im lặng đi. Ảnh nghe được chị nói vậy, anh cười và cảm ơn chị. Ảnh nói không biết sao yêu bao người con gái từ trước, nhưng đối với Andy, cảm xúc ảnh lại mới mẻ và tò mò. Muốn được chăm sóc cho Andy thật lâu và thương Andy thật sự. Sau này có thể sẽ cùng Andy sang Mỹ hoặc cả hai ở Việt Nam để lập nghiệp. Nghe đến đây, chị tưởng cả hai hạnh phúc lắm. Còn về phía ba mẹ chị, dần dần chị sẽ chia sẻ với họ. Nhưng một ngày nọ, bồ kể tiếp đi bồ. Hôm đó sau bồ bỏ về nước và chia tay ảnh. Thì hôm đó khi tôi đi nhậu với Xìn, tôi không làm chủ được mình, vô nhà của ảnh, vào phòng ảnh rồi ôm hôn anh ấy. Hết lớn nữa, vì ảnh cứ tuyệt tôi suốt đợt tôi về nước. Ảnh nói nghe được thông tin của đứa bạn tôi có bồ và chụp trên Facebook tình tứ hạnh phúc. Ảnh không chấp nhận việc đó. Đó là sai lầm của tôi bồ. Như hôm bữa tôi có nói với bồ, tôi nhờ đứa bạn giả làm người yêu của tôi bên đó để tôi muốn ảnh xa tôi và tìm người khác. Hồi đó nhà bị ngân hàng thu, xe cộ bán hết để trả nợ khoản đầu tư. Tôi chẳng còn gì. Tôi ban đầu muốn ảnh sang cùng, nhưng gặp phải chuyện thế này. Tôi đã làm thế để anh rời xa tôi. Tôi lúc đó còn trẻ, không nghĩ được cách nào khác ngoài cách đó. Bữa đó tôi không chịu được vì nhớ ảnh. Tôi nhớ ảnh điên cuồng, đi ba về, uống hết chai này đến chai kia. Rồi muốn gặp ảnh để nói với ảnh tôi còn yêu ảnh rất nhiều. Tôi đã làm ảnh tổn thương. Tôi đúng không phải là con người mà đòi chia tay bằng được, làm đủ mọi chuyện để ảnh chán, rồi tự làm khổ cho ảnh và cho cả mình. Tôi cảm thấy tội lỗi quá. Và hơn nữa, bữa đó tôi đi ba và tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi đã ngủ với một người bạn. Tôi đáng chết phải không bồ? Cái tôi đáng chết nhất đó là tôi muốn chiêu thức ảnh. Tôi chụp lại cảnh giường chiếu của tôi với người kia và gửi cho ảnh. Làm vậy để ảnh quên tôi mau hơn.
Nhưng cuối cùng, ảnh hận tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ sau chuyện đó, ảnh quay ra Bắc để làm lại cuộc đời. Sao bây giờ bố mới kể? Bố thật là... Tôi tức dùm cho anh của tôi. Bố... Bố thật độc ác. Những việc đó mà cũng làm được. Bố yêu ảnh được mấy năm trời. Sao bố không hiểu tính ảnh sao? Ảnh tự trọng, biết nghĩ cho người khác hơn bản thân ảnh. Bố có chuyện gì, bố nên nói thẳng để ảnh cùng giải quyết chứ. Tôi hết nói nổi bố. Tôi mà biết thế, tôi không gặp bố từ bữa đó rồi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sai, tất cả do tôi. Tôi hận bản thân mình. Tôi dằn vặt suốt thời gian qua rồi. Tôi hy vọng bố và ảnh sẽ tha thứ cho tôi. Thôi được rồi. Thế còn chuyện của Hạ và ảnh thì sao? Em kể cho chị nghe đi. Những gì chị đã tâm sự hết rồi. Chị muốn biết khoảng thời gian anh sống ở Hà Nội ra sao. Kể cho chị đi.